Thưa bà con, quý vị và các bạn, giờ thì mình đang có mặt tại cửa biển Thuận An. Và ngoài kia là cái cầu cửa biển bắc từ xã Hải Dương, và bên kia là thôn Hải Tiến thuộc phường Thuận An, thành phố Huế. Một cái cầu như là trong mơ của bà con, rút ngắn cái khoảng cách đi lại và sẽ tạo ra cả cái tuyến lưu thông từ Nam vào Bắc theo cái miền duyên hải. Miền Trung này rất là tuyệt vời trong tương lai. Đây là vị trí công trình cầu cửa biển Thuận An đang được thi công xây dựng. Nhiều cái thiết bị đang được tập kết cũng như là hoạt động trên cái bãi hai bên. Một cái mố ở phía Bắc thuộc xã Hải Dương và một cái mố ở phía Nam bên kia thuộc thôn Hải Tiến. Cái cầu vượt cửa biển Thuận An là một cái cầu trong mơ, sẽ nối cái tuyến giao thông Bắc Nam theo cái vùng duyên hải miền Trung. Một cái cầu rất là được mong đợi và tạo nhiều cái cảm xúc vui mừng của bà con Thừa Thiên Huế, đặc biệt đối với vùng duyên hải như Thuận An, Hải Dương. Cầu dài 2,36 km, có chiều rộng mặt cắt ngang từ 20 đến 23,5 mét, bao gồm 4 làn xe cho cả hai bên. Nhịp chỉnh thông tàu thuyền của cầu rộng 218 mét, kết cấu nhịp Echardot, nghĩa là dầm bê tông đúc hận được treo dưới hệ dây văng. Tổng mức đầu tư của cầu là 2.400 tỷ đồng, tương đương với 100 triệu đô la. Cầu đã được khởi công ngày 26 tháng 3 năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào ngày 25 tháng 3 năm 2025. Tiến độ xây dựng trong 3 năm. Cái cách làm cầu thì theo mình biết, đầu tiên người ta sẽ làm vòng vây bịt kín nước, tiếp theo hút nước, rồi khoan cọc nhồi, đổ bê tông sâu vào lòng đất. Đường kính mỗi cọc như vậy từ 1,5 m đến 2 m. Sau đó đúc trụ mố, rồi kết cấu nhịp có thể đúc và treo từng đốt vào cái hệ dây văng. Sau đó căng chỉnh hệ dây hoàn thiện, rồi đến hoàn thiện mặt cầu. Một cái cầu phải nói mình cũng thấy rất là vui. Trong tương lai chúng ta sẽ từ Thuận An ra Quảng Trị và vào Lăng Cô, Đà Nẵng sẽ rất là nhanh, rút ngắn cái khoảng cách thời gian của bà con đi rất là nhiều. Và đây cũng là cái tuyến đường quốc phòng về phía đông, dọc theo bờ biển của bãi biển Việt Nam đi qua miền Trung, vùng duyên hải. Những cái ống thanh vắt cọc khoan nhồi, tức là cả cái cọc mà người ta phải khoan, sau đó đưa cả cái ống xuống và đổ bê tông bên trong sâu xuống lòng đất. Cả cái vòng vây thép và cầu tạm để bơm bê tông. Hai bên làm đối xứng nhau, tiến độ như nhau. Bên chị thấy mới làm xong cái hệ thống cọc của một cái mố. Đến đoạn đầu này bên thấy ngay bà con càng đổ nhiều cái thức đá. Với bà con, quý vị và các bạn, chúng ta ngắm cảnh đẹp về chiều tại cửa biển Thuận An bên phía Hải Dương. Các cái khối đá được xếp sạc với nhau để chống sói, chống sức phá hoại của sóng. Và cái hệ thống đê chống sóng này dài ra tận ngoài kia luôn, sát thịt mù khơi. Nhìn qua bên bờ Nam cầu cửa biển Thuận An tương lai, nhìn qua bên bờ Nam cầu cửa biển Thuận An trong tương lai. Tổng thể chúng ta thấy hết cái chiều dài từ bên này sang bên kia. Cái công trình
bắc ngang mà chúng ta cứ tưởng là cây cầu, nhưng mà đó là chính là cầu tạm để đỡ các cái ống bơm bê tông cũng như là dùng cho người thi công ở các cái mổ trụ ở ngoài khơi đi lại vận chuyển thiết bị phục vụ cho cái việc thi công. Đây là cả cả cái quảng xá ở ngay cái cửa biển luôn. Ta đi sâu vào trong cái rừng dương này. Sau cơn bão Noru số 4, dương vẫn còn ngon. Tuy nhiên phía đầu này bên thấy một số cây quảng của bà con bị tóc mái. Đây có cái hệ thống quảng làm nổi, nhưng mà bây giờ không còn khai thác nữa, bị cạn mất rồi, bị cát bồi đắp. Một cái diện tích rất là rộng nhô lên làm cái chỗ này không còn nước. Đi sâu vào nữa chúng ta thấy còn rất là nhiều ngôi nhà, nhiều cái quán. Ở đây cũng có quán đồ ngạ, cây bật gốc. Ở bên thấy ở Hải Dương có nhiều cây bật gốc này. Nó một phần là do bị sói, bị sóng, một phần là do gió làm cho nhiều cây bật gốc dọc theo cái mép nước bãi biển. Tình hình bão Noru ở đây mình bị ảnh hưởng nhiều không anh? Dạ, còn ba con chung thì sao? Có ai thiệt hại sập nhà sập cửa chứ không? À, chỉ một vài cái quán nhỏ nhỏ thôi hả? Dạ, dạ, cảm ơn anh. Mình đang đi vào sâu nữa. Bây giờ ra biển. Ồ, bên này ngổn ngang, bà con đang dọn dẹp cục ngầm một cái khoảng bị bãi tôn. Đây là cái phần biển Beach Hải Dương. Sau khi cái cầu cửa biển Thuận An mà làm xong thì mình nghĩ ở đây cũng rất là thu hút, vì thường mùa hè nước ở đây cũng rất là sạch và cái cảnh cũng đẹp, làm cho bà con nhiều cái cơ hội để lựa chọn đi tắm biển, đi chơi, nghỉ dưỡng. Cái quãng này cũng bị tóc mái, chắc chắn là tóc rồi vì ngay cửa biển luôn, ngay cái đầu gió luôn. Bà con bắt đầu khắc phục lợp lại. Ở đây bão Noru số 4 có bị ảnh hưởng nhiều không ông? Ảnh hưởng rồi, đá hư đâu bị tóc. Dạ. Cái quán đi nó tuột cả cái lấy hết cái lỡ tức là cả. Dạ. Bà con làm lại đường để đi sáng lại mặt bằng. Ở Hải Dương bà con còn dùng cái xe kéo, xe bò. Rồi, chào chào, bye bye. Bye bye. Dạ, thưa bà con, quý vị và các bạn, quý nhà hào tâm, ân nhân. Như vậy thì video này, mình cảm ơn bà con đã cùng đồng hành với mình. Chúng ta thăm các cái cảnh của Huế, như là Rú Chá, một cái điểm thu hút bạn trẻ, cũng rất là đẹp. Một cái rừng ngập mặn đang lên của Huế, tức là về cái mặt điểm mà chất ít, và về cập nhật cái tình hình làm cái cầu cửa biển Thuận An, rồi về thăm Hải Dương tình hình sau bão như thế nào. Xin cảm ơn bà con, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn rất là nhiều. Lời sau cùng thì kính chúc quý bà con trai gần, quý vị khán giả, quý nhà hảo tâm luôn một sự tốt đẹp. Không quên giúp cho mình cả cái ý kiến góp ý cũng như là subscribe, đăng ký, cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay, like và chia sẻ video
càng tương tác thì cái kênh nó càng phát triển hơn. Xin cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại bà con quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng.